Xin chào các anh em, ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui và cũng như là hào hứng vì được trên tay một chiếc điện thoại mới toanh toành toành đến từ nhà Samsung Thực ra thì ngày hôm nay thì mình định làm một cái bài về mở hộp chiếc điện thoại này cơ Nhưng mà rất tiếc là mình lại không có một chiếc hộp nào ở đây cả Cũng giống như trong cuộc sống ấy, giữa muôn ngàn tình yêu thì đến tận bây giờ mình vẫn chưa có người yêu Và nếu như mà mình không nhầm thì mình cũng là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm chiếc điện thoại này và đây sẽ là một chiếc điện thoại nếu như bạn nghe thì sẽ cảm thấy xa lạ Nhưng mà dần dần thôi mình chắc chắn rằng là chiếc điện thoại này sẽ cảm thấy quen thuộc đối với các bạn Đó chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy M11 Hiện tại thì mình muốn chia sẻ lắm rồi đấy Nhưng mà chúng ta cũng phải đến intro trước đã nhá Xin chào các bạn đã đến với Relap và mình Hải Với rất nhiều điểm tạo được ấn tượng mà chút nữa mình sẽ chia sẻ Thì hiện tại chính trong ngày hôm nay ngày 6 tháng 5 Samsung Galaxy M11 được mở bán trên Tiki với mức giá ưu đãi là 3 triệu 290 nghìn. Để biết được thông tin cụ thể thế nào thì bọn mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả. Anh em nhanh tay mua hàng để nhận được mức giá ưu đãi nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những điểm mà mình thấy ấn tượng cũng như là điểm mà Samsung Galaxy M11 làm rất tốt. Ngay từ khi mà nhận được máy thì điểm mà mình thích nhất không có gì khác ngoài cái màn hình. Màn hình của Samsung Galaxy M11 rất là to lên tới 6,4 inch và một cái camera mặt trước đặt ở bên góc trái màn hình khá là nhỏ Việc này thì đã tối ưu về hiển thị trên chiếc Samsung Galaxy 11 của chúng ta là rất tốt Đây sẽ là một trong những cái chiếc máy đối với những bạn nào mà hay thích xem phim này Thích đọc báo, cần một chiếc điện thoại màn hình to Thì đây là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp Bản thân mình thì thường không hay đánh giá cao về thiết kế của những chiếc điện thoại dòng điện thoại giá rẻ nhưng mà thật sự khi mà cầm chiếc điện thoại Samsung Galaxy 11 trên tay Thì mình có rất là nhiều điểm đáng khen cho chiếc điện thoại này Chúng ta sẽ cùng quay về mặt sau một chút Thì Samsung Galaxy M11 vẫn có một thiết kế với chất liệu làm bằng nhựa Nhưng điểm mà mình thích đó là nó vẫn cầm khá là chắc tay Điểm mà mình thích nữa đó chính là ở về phần cụm camera cụm camera của chúng ta thì các bạn có thể thấy rằng là nó không hề bị lồi một chút nào cả mà nó nằm liền mạch và nằm hoàn toàn trên một mặt phẳng cùng với cái mặt lưng này cái điểm này thì làm cho cái bố cục cũng như cái thiết kế trở nên có phần là nó chắc chắn hơn và nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy mà khi mà để máy ở trên mặt bàn thì nó cũng sẽ không bị bập bênh và một lúc nữa thôi thì mình cùng các bạn sẽ cùng chia sẻ và giải thích tại sao camera của chiếc Samsung Galaxy M11 lại không lồi nhá quay trở lại mặt trước thì như mà mình đã nói thì chiếc điện thoại này của chúng ta sẽ có một màn hình là 6,4 inch Độ phân giải là HD Plus Camera phía trước thì được đặt ở cái góc trái của màn hình Điều này thì giúp cho chiếc máy trở nên gọn gàng và thanh thoát hơn Cùng với đó thì cái màn hình này sẽ được bo cong rất là nhẹ Về hai phía của màn hình Vậy nên khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình này Thì cái hiệu ứng thị giác của chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều Vậy thì tóm gọn về thiết kế Samsung Galaxy M11 của chúng ta có một thiết kế là liền mạch này Thanh thoát và tối ưu cho việc sử dụng đơn giản nhưng vẫn giữ được một cái nét gì đấy hiện đại và giúp cho các bạn có thể tự tin cầm chiếc điện thoại này ra đường mà không sợ bị ai chê đó là một chiếc điện thoại xấu Tiện thể thì đang ở mặt sau thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn về cái camera của chiếc điện thoại Samsung Galaxy M11 Chiếc máy của chúng ta sẽ được trang bị bộ 3 camera với một camera chính 13 megapixel khẩu độ f1.8 Với cái khẩu độ này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chụp ảnh dễ dàng trong những cái điều kiện ánh sáng phức tạp hay ánh sáng yếu Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái camera nữa mà có lẽ là sẽ rất là nhiều người thích đây. Đó chính là camera siêu rộng với độ phân giải là 5 megapixel. Nó có thể giúp các bạn là sáng tạo cho mình những cái bức ảnh nhìn trông thật là điệu nghệ này rồi là có cả một cái khoảng trời bao la rộng lớn hay ngay cả những cái bạn nào mà thích chụp những cái căn phòng thì các bạn cũng có thể dễ dàng cầm chiếc điện thoại này lên chụp cái căn phòng của mình và đăng lên cái page nghiện nhà đúng không? Đây cũng là một cái khá là hay mà. Và cái camera cuối cùng của chúng ta đó là camera đo độ sâu trường ảnh với 2 megapixel hỗ trợ cho các bạn chụp ảnh chân dung xóa phông. Đây là trong những điều kiện ánh sáng tốt thôi nhá. Vì tất nhiên đối với những chiếc điện thoại giá rẻ được trang bị tới 3 camera thì chúng ta phải khen ngợi nó về độ đa dụng trước và nó có thể thoải mái cho các bạn sáng tạo cho những cái bức ảnh của mình bản trên tay của mình thì hiện tại đang có cái cấu hình đó là con chip Snapdragon 450, RAM 3 và bộ nhớ trong là 32GB. Máy phù hợp cho những người dùng cần cho mình một chiếc điện thoại với các tác vụ cơ bản như là lướt web, xem phim, nghe gọi và chơi các game nhẹ một cách mượt mà. Ngay cả khi các bạn lướt Facebook hay là Instagram thì chiếc điện thoại của chúng ta vẫn có thể là phục vụ một cách đơn giản. Chúng ta đã qua khá là nhiều điểm nổi bật nhưng mà cái ấn tượng nhất của mình đối với chiếc điện thoại này thì lại nằm ở một cái điểm cực kỳ là hay đó chính là với một cái trọng lượng chỉ là 197 g, màn hình 6,4 inch nhưng chiếc điện thoại này được trang bị một cái viên pin khổng lồ đến tới 5000 mAh. Thật sự là rất là lớn đúng không? Đầu tiên là chúng ta phải nói rằng là đây là một cái chiếc điện thoại sử dụng cái màn hình là HD+ Plus và cái con chip Snapdragon nó tối ưu cho việc là thời gian sử dụng mà chúng ta lại có thêm một viên pin khủng như vậy thì các bạn cũng có thể tưởng tượng được rằng là cái thời gian sử dụng trên chiếc điện thoại này nó có thể lâu đến mức nào rồi đúng không? mình tin chắc rằng đối với những cái bạn nào mà có cái tác vụ hàng ngày mà cơ bản hoặc ngay cả những cái tác vụ hỗn hợp như là xem phim, chơi game rồi lướt web thì chiếc điện thoại này giúp các bạn có thể trụ vững được trong vòng 7 đến 8 tiếng và đối với những bạn nào mà có một cái chiếc máy chính chẳng hạn hoặc là các bạn nào đang có những cái chiếc máy mà nó hơi hẻo hẻo pin rồi thì đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm backup cho các bạn trong nhiều cái điều kiện ví dụ bạn là một người đang chạy Grab là xe ôm công nghệ chẳng hạn thì đây cũng sẽ là một chiếc điện thoại giúp cho các bạn có một cái thời lượng pin sử dụng dài và nó có thể là bền bỉ trong cái quá trình sử dụng và đây cũng chính là cái lý do mà mình muốn giải thích cho các bạn là tại sao camera trên Samsung Galaxy M11 lại không bị lồi chính bởi viên pin to thì đã khiến cho tổng thể thiết kế của chiếc điện thoại này có dày hơn một chút điểm này cũng giúp cho cả cái camera của chúng ta không bị lồi và nó thanh thoát nó liền mạch hơn à, đây cũng là một cái bước đi khá là hay và có thể coi là một mũi tên mà chúng hay đích đúng không Vậy thì tổng kết lại chiếc điện thoại Samsung Galaxy M11 của chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên đó là một thiết kế chắc chắn này, cầm vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là đầm tay, dễ dàng sử dụng và nó không bị dễ trơn trượt. Và điểm thứ hai là đối với cái cụm ba camera thì chúng ta có thể thoải mái là sáng tạo nên cái những bức ảnh. Cái điểm thứ ba cũng là một điểm cộng, đó chính là với một cái màn hình lớn như thế này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng với hầu hết cái tác vụ các bạn như là xem phim hay đọc báo. Và cái điểm mà ấn tượng nhất chúng ta phải nói đến đó chính là viên pin khủng 5000 mAh. Đây sẽ là một trong những cái chiếc điện thoại phù hợp đối với những cái đối tượng như là chẳng hạn những cái bạn học sinh cần một chiếc máy để học tập và thi thoảng thì sẽ giải trí hoặc đối với những cái người lớn tuổi mà cần một chiếc điện thoại đọc báo này, xem phim, lướt Facebook hoặc là đối với những bạn nào mà có một cái chiếc điện thoại chính rồi nhưng mà chiếc điện thoại ấy lại có một cái pin nó hơi hẻo chẳng hạn thì chúng ta sẽ trang bị thêm cho mình một chiếc điện thoại để trong phòng những cái trường hợp khi nào các bạn cần để nghe gọi thì chắc chắn rằng Samsung Galaxy M11 sẽ là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ này. Anh em đừng quên rằng là bắt đầu từ ngày hôm nay thì Tiki đang bán mẫu điện thoại này với mức giá ưu đãi đó là 3 triệu 290 000 nghìn. Cụ thể thế nào thì bọn mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả để anh em có thể là nhanh tay mua hàng nhé. Và cũng như đừng quên rằng nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì các bạn có thể like, subscribe và ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất đến từ Relap còn nếu các bạn có thêm những cái mong muốn gì với chiếc điện thoại này đánh giá camera hay cấu hình hay là màn hình thì các bạn có thể là comment ở phía dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại